Hôm nay chiều cường lại review chuột Noka cái nhà là lễ hội Đắc Ba đó cái nhà. Thì chút tới lễ hội chiều cường quay cho cái nhà xem ha. Hiện tại giờ ông Lục cũng là tới cái nhà. Ông Lục cắt chùa cũng đã đến rồi cái nhà. Tối bóng đèn rất là đẹp mà tối chiều cường không qua quay được cái nhà. Chiều cường bận công việc đốt bóng đèn mà bóng đèn led này đẹp lắm cái nhà. Bồ câu quá trời luôn. Cũng gần tới giờ lễ làm lễ Đắc Ba đó cả nhà. Thì cô chú anh chị rồi chuẩn bị tiền rồi sẵn cả nhà ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Bây giờ con về con về con sẽ tìm những đồng ta và anh Thành nhé, lần lần á. Rồi công viên cái này kia, thành viên sắp thành đỏ ơi, đã về những thu Smith Smith Mia đầm đầm Mia đặng nô rồi, đặng nô ca lò ơi thiệt lò ơi hai bên lắc sang tay của sao thôi bằng này tiếp, hai của trái hai sung sướng đồng nắng. Hãy nhận nhau với đặc biệt và đặc tích chất và bò rửa sắc và gần đây của tư hình chung đang lúc như là khăn bất bạc ca hình chấm miền miền đá bày đá nghe tỉ ca đang thẳng tiêu sẵn lá và đưa vào sau phòng văn thần đi đại tiêu trao ban thư trong vừa liệt ngày đi.
Kính thưa cả nhà ha, thì hôm nay lễ đất bát hôm nay thì 156 vị sư nha cả nhà. Dự kiến có 100 sư cả nhà, bây giờ lên tới 156 vị sư của lễ đất bát của chùa Phno Ka. Đây là ông sư nhỏ nhất cả nhà. Hết rồi. Dạ. Chiều cường. bà bị liệu á cả nhà, bà bị liệu. Nè, con quay mặt qua bên đây coi.
À rồi. Rồi, cảm ơn con nha. Hấp lại đi con. Rồi. Nghe lễ đắc ba của chuột Nô Ca cả nhà cũng sắp sửa kết thúc cái nha. Sư cuối cùng cả nhà ơi. Sư cuối cùng. Cũng gần cuối con đường cả nhà. Gần hết rồi. Đây là trống lớn nhất của chùa Nô Ca cái nha. Chiều cường cũng mới thấy là lần đầu tiên trống này lớn nhất luôn cái nha. Lễ đắc bát cũng là kết thúc cái nha ha. Trống rất là lớn cái nha ơi. Rất lớn rất to luôn cái nha. Làm bằng da trâu hay da bò vậy cái nha ơi. Quá lớn luôn cả nhà. Thì lễ đắc bát hôm nay là của chùa Nô Ca cũng là kết thúc với nghe cả nhà. Hẹn vào cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Rồi sư bây giờ sư cũng tranh thủ đi về chùa của sư cả nhà.